anh như vậy, đằng Phi là kết yêu thương đã hết và em cũng đã chết trong tim anh. Giờ đây cũng có người mới nên em không còn nằm dưới, và anh cũng hết nằm trên và anh sẽ mãi cười cùng với người mới kề bên. Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ta, và anh cảm thấy một điều là em thật thu xa người ta. Đây là lý do vì sao anh bỏ em đi thật xa. Tình cảm đã hết rồi, nếu kéo cũng vậy thôi. Ngay từ đầu tình cảm anh dành cho em là không hề có thế nào được. Vì sao em bị ghệ cũ của anh thì chẳng tin nào em bằng được nó. Những gì mình từng trải qua với nhau thật sự chỉ là fake love. Cái mà anh cần ở em trong thời gian qua chỉ là make love. Nhắc lại lần nữa, tránh xa anh ra, anh không còn yêu em nữa. Xin tránh xa anh ra. Rồi chết, ngày xưa anh nói chúng ta sẽ mãi luôn có nhau, mà sao hôm nay chia hai lối, tình ta giờ đây đành phát tán. Rồi chết, chỉ vì anh thôi, làm tim em đau biết bao nhiêu. Thôi anh đi đi, em không cần gì, thôi anh biến đi, chẳng biết nữa. Hôm nay anh đi, em quay lưng đi, đưa ta chia ly thì thôi cứ như vậy đi, ok. Sau này quay lưng đi, đưa ta anh bên người ta thì người chia sẻ em. Thấy anh bên người lại thì thôi ha. Tình cảm từ đầu nó đã không xuất phát thì chính như tại đây là giờ đừng phiền nhau nữa.